xin chào các bạn, mình là Kim Dung từ bên Vita Perfume nước hoa Vita. Sau khi mình làm clip review chai nước hoa Louis Vuitton Rose de Bourgogne và California Dream thì mình nhận thấy là các bạn khá là quan tâm với nước hoa của Louis Vuitton hay là LV. Đặc biệt là mọi người hay hỏi mình là cái thương hiệu LV thì có chai nào dành cho nam mà hay không, hay là nước hoa nam của LV thì Dung đánh giá chai nào là hay nhất thì review cho mọi người cùng biết với. Vậy thì hôm nay mình làm một cái video để giới thiệu đến với mọi người một cái mùi hương dành cho nam mà mình đánh giá rất là hay của Louis Vuitton, đó chính là chai Eau Hasard Eau de Parfum. Thì đây, chai Eau Hasard là cái chai nước hoa trên tay mình. Nên mình sẽ cùng nhau quan sát ha. Thì giống như tất cả những cái thiết kế khác của LV, đây là một cái chai nước hoa mà nó có khắc logo LV trên cái nắp nè. Đây là cái chai nắp hít ha, và mình có thể xoay vòng nó được nè. Là đằng nào nó cũng hít chứ nó không giống như Chanel ha. Đây là một cái chai nước hoa mà mình đánh giá là cái độ hoàn thiện của nó rất là tốt. Eau Hasard là một từ tiếng Pháp, nó có nghĩa là sự ngẫu nhiên ha. Thì mọi người cũng biết đó là Louis Vuitton ra nước hoa khá là muộn so với các nhà nước hoa khác. Tuy nhiên là họ rất là sớm, họ khẳng định được tên tuổi của mình trong cái làng nước hoa rồi. Đơn giản trong thiết kế, cầu kỳ trong sáng tạo, nước hoa của Louis Vuitton theo mình đó là tập hợp những cái mùi hương rất là đỉnh cao. Giá thành nó hơi đắt đỏ và mình nghĩ rằng là rất nhiều người hâm mộ nước hoa của LV. Với thế giới nước hoa dành cho nam giới thì năm 2018 LV tung ra 5 chai nước hoa dành cho nam. 5 chai nước hoa dành cho nam cùng một lúc ha. Thì 5 chai nước hoa đó nó có những cái tên rất là Pháp mà mình đọc thì chắc chắn thì là sai rồi ha. Nó đại khái là nó có Immensay nè, Novo Mondel, Orange, Sularot và Eau Hasard, tất cả cùng một lúc ha. Eau Hasard là một cái chai nước hoa thuộc nhóm gỗ thơm. Và mình biết, mình nói với các bạn rồi, nó ra mắt năm 2018. Thì ngoài gỗ thơm, nó có thêm một số thành phần như là cardamom, bạch đậu khấu nè, gia thuộc, xạ hương và gỗ đàn hương. Nói sao ta, để mà mô tả cái mùi hương của cái chai Eau Hasard này một cách đơn giản á, thì các bạn có thể hình dung là đây là mùi của một cái túi da mới mà bạn vừa mới xách ra khỏi cái boutique của Louis Vuitton vậy. Một cái mùi hương ngửi nó rất là đẳng cấp ha. Nó rất là, nghe nó rất là giàu có và nó rất là Louis Vuitton. Mình không biết mình dùng cái từ nó có chính xác hay không, nhưng mà đối với mình đây là một cái mùi hương ngửi rất là sang trọng. Trong line gồm có 5 chai nước hoa dành cho nam giới ra 2018, mình vừa mới nói vừa nãy. Thì Novo Mondel và cái chai Eau Hasard này là hai chai nước hoa mà mình thích nhất. Nhắc về nhiều mùi hương nước hoa thì mình chia sẻ luôn thế này nè. Là có hai cái loại nước hoa. Một cái loại nước hoa là mình xịt nó lên da là người khác nhận thấy liền, và bản thân mình cũng cảm thấy là nó là một cái mùi hương mà một mùi hương bên ngoài, ngửi vô là biết là à mình có xài nước hoa. Còn có một cái loại thì là nó tiệp hẳn vào da mình, nó trở thành cái mùi giống như mùi của cơ thể mình tỏa ra vậy. Thì mọi người dùng cho cái từ này, nó tên là hiệu ứng second skin, tức là hiệu ứng làn da thứ hai. Mình đánh giá Eau Hasard là một cái chai nước hoa mà thuộc cái tuyết như vậy. Đây là một cái chai nước hoa chủ điểm là gỗ đàn hương, gia thuộc, bạch đậu khấu và rất là nhiều xạ. Mình nói cho các bạn một số cái mùi hương, cái nốt hương chủ đạo mà mình có thể ngửi thấy từ cái chai nước hoa đó. Để mà mô tả nốt thì trên Frantica mọi người biết rồi, rất là nhiều nốt, khoảng chừng tới 8 tới 10. Tuy nhiên là chủ đạo mình chỉ có thể ngửi được khoảng chừng từ 3 tới 4 nốt cơ bản. Và nó cứ như thế, nó đan xen với nhau, nó hòa quyện với nhau. Cái mùi gỗ đàn hương trong cái chai Eau Hasard này làm rất là tốt nha. Nếu mà bạn nào có chơi nhà Omoet hoặc là Amok thì mọi người rất là dễ hình dung chai này giống chai Honor, hoặc là hơi một chút giống chai Dark Lord của By Kilian. Nhưng mà mình vẫn đánh giá cái chai Eau Hasard này làm rất là hay và đặc biệt nổi trội hơn một chút. Khi mà mình vừa mới xịt lên da thì cái mùi hương này nó làm rất là thanh lịch, rất là nhẹ nhàng. Mình có thể ngửi ngay thấy là mùi xạ, mùi gia thuộc và mùi gỗ là mình ngửi thấy đầu tiên. Và nó không có tách bạch đâu, nó hòa quyện với nhau thành một cái làn hương mà nó cứ bản lãng. Cái vị the mát của cái bạch đậu khấu á, sau đó là mình sẽ ngửi thấy cái vị the này nó cùng với cái xạ hương, nó sẽ là cái
nó sẽ là cái mùi hương nó long lasting trên da mình. Mình không biết rằng là có nhiều bạn sở hữu cái chai Auhasat này không, và khi mà sử dụng thì họ có trải nghiệm khác với mình hay không. Nhưng mà đây là một số ít trong những cái chai nước hoa nam mà mình ngửi mình cảm thấy nó rất là nick, nó rất là đậm chất nick, nó không giống nước hoa designer. Mặc dù Louis Vuitton là một cái nhà nước hoa, nhà mốt chứ, mà họ sản xuất cả quần áo, túi xách, giày dép, do vậy họ được xếp là nhà designer. Tuy nhiên cái mùi Auhasat này nó đặc biệt ở chỗ là mình ngửi thấy là mình wow, cái mùi hương này nó rất là nick, nó rất là độc đáo và nó rất là khác biệt. Có một cái rất là lạ khi mà mình tham khảo thông tin để mình làm cái video này về cái chai Auhasat này, thì là thông tin ở Việt Nam hoàn toàn không có, những cái kết quả trả về cho mình hầu hết đều là từ những cái chai nước ngoài. Và mọi người đánh giá cái chai Auhasat này rất là cao. Trên cái diễn đàn nước hoa thế giới thì họ đánh giá cái chai Auhasat của Louis Vuitton này được 4/5 điểm nha các bạn nha, một cái điểm số rất là cao. Mình nghĩ là do chai này là giá thành nó rất là cao nên vậy nên là mình khó mua được là một. Thứ hai là do chai này khá hiếm, mọi người thường về những cái chai mà rất là đông khách, rất là đắt khách, rất là nhiều người mua. Còn những cái chai mà dành cho nam và đặc biệt đắt tiền như vậy thì ít xuất hiện ở Việt Nam. Nên vậy mình rất là hy vọng là sau cái video này mọi người có thể biết thêm về cái chai một cái mùi hương rất là hay dành cho nam này của Louis Vuitton. Và nếu mà mình có điều kiện thì mình hãy thử. Bởi vì với cá nhân Dung nè, thì đây là một cái mùi hương unisex nha. Nó hoàn toàn không nam tính quá, mà nó không nữ tí nào hết trơn. Đây là một cái mùi hương mà cả nam và nữ cũng có thể sử dụng được, nhưng mà những bạn nữ ở đây phải là những bạn nữ cực kỳ cá tính và đặc biệt nha. Cái mùi hương này nó thuộc về một cái tuyết người như nào ta? Một cái tuyết người mà không có phô trương, không có khoe khoang đồ, không có thể hiện là mình giàu có, mình có này, mình có kia. Nhưng mà người ngoài nhìn vô thì biết ngay là họ không phải là tuyết người bình thường. Một tuyết giống như đại gia ngầm chẳng hạn. Cái mùi hương này khiến cho mình cảm thấy nó dữ lắm, nó ghê lắm, nó đẳng cấp. Đối với mình, đây là một trong những mùi hương dành cho nam của LV mà mình đánh giá là rất là hay. Điểm trừ ở đây chính là giá thành. Với một cái chai mà 100ml mà giá mà trên dưới 8,5 triệu hơn như thế này thì mình nghĩ rằng nó phải bám tỏa lâu hơn một chút. Tuy nhiên cái chai Auhasat này là nó bám tỏa không lâu trên da mình đâu. Hoặc có thể là do nhân phẩm xấu nên là da này nó không được bám lâu. Nhưng mà mình nghĩ là nó chỉ khoảng tầm 4-6 tiếng thôi. Và ước gì bám tỏa khủng hơn ha. Nếu mà nó bám tỏa khủng giống như mấy chai da thuộc của Tom Ford thì ghê thiệt. Mình đánh giá chai này được khoảng chừng 8.5/10. Và nếu rằng quan tâm đến LV, muốn thích mùi da, mùi gỗ đàn hương và xạ thì mình nên thử chai nước hoa này nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi video này của mình về LV. Và chắc chắn là mình sẽ làm thêm rất là nhiều video về cái nhà nước hoa này ha.